Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập 8 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Bơi qua bể khổ của tác giả Lê Nguyệt. Và chúng ta cùng Đình Duy sẽ xem số phận của nhân vật Cúc sẽ đi đến đâu và không biết rằng là chồng của cô, anh Trương, có còn sống hay là không. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một nút chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 8 kết thúc Bơi qua bể khổ qua giọng đọc Đình Duy. Cả đêm Cúc cứ thao thức mãi. Cô nhìn không ra bà Phấn có ý đồ xấu với Trương. Cô tức sao mình dễ dàng bị phủ đầu khi chưa kịp hỏi vì sao và ai đã thị thiền cho mẹ con Tự đến vạch mặt cô thì đã bị bà ta đuổi về. Tại sao bà Phấn lại nghĩ là do chính bà nội đã sắp xếp chuyện Trương bị mất tích? Hay là vì bà không trình báo với chính quyền? Cả khi nhà trường đến tìm, bà cũng nói anh đi thu mua vàng ở xa. Bà không sợ sau này công an sẽ buộc tội mình bưng bít sự thật để thời gian kéo dài càng nguy hiểm cho Trương sao? Cho nên bà Phấn có lý do để nghi ngờ bà nội cũng hợp lý. Không ngủ được, Cúc điện thoại nói với Lệ suy nghĩ của mình. Lệ im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi trả lời cô. Em thử nghĩ, động cơ nào để bà nội làm vậy với cháu mình? Không thể có động cơ nào cả. Tuy chị cũng không hiểu lắm vì sao bà không báo công an, nhưng chị tin bà có lý do của bà. Hậu bối như mình không nắm bắt được nếu bà không muốn nói đâu. Đây là ý của bà Phấn, nên chị nghĩ em cứ nói thật với bà tất cả những gì chính em tai nghe mắt thấy. Có như vậy, bà mới vạch cho em đi đúng đường. Được, em gọi cho nội ngay đây. Ba đứa nhỏ sao rồi chị? Em nhớ tụi nó quá. Cô Thành mấy ngày đầu đêm nào cũng khóc. Nhưng bấy Hiên dỗ dành nó, và ba chị em ngủ chung, nay thì cũng tạm ổn rồi. Mọi người nói em đi đem tiền thêm cho bán nó mua hàng nên Hiên cũng không thắc mắc gì. Bà nội nghe Cúc kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra từ lúc cô dọn đi và nội dung hai cuộc gặp gỡ ngày nay. Bà cười trong điện thoại. Kệ nó, tha hồ cho nó võ đoán. Trong một cuộc chiến thì phải có kẻ tấn công, có người phòng thủ. Con cứ tiến lên, bà sẽ ở lại phía sau con. Sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho con có nơi quay về. Cúc cảm thấy yên tâm. Cô nghĩ phải tỏ ra mình đã tệ hại đến mức nào, không còn có thể tệ hại hơn nữa để những kẻ trong diện tình nghi lơ là. Nhưng thật lòng mà nói, hiện giờ cô cũng chẳng biết nghi ngờ ai. Cúc điện thoại hẹn ông Đằng và ông nhận lời gặp cô tại xưởng vàng. Cô định chiều sẽ đến thì buổi trưa Tôn tìm cô ở cửa hàng số 7. Cúc gọi Tôn vào phòng khách. Tôn có vẻ ngại ngùng khi đối diện với cô. Cúc phủ đầu trước. Anh tìm tôi để năn nỉ tôi bỏ qua cho mẹ và chị anh sao? Anh nghĩ rằng tôi tin vợ anh cho người theo dõi chụp hình để bôi nhọ danh dự của tôi sao? Anh biết bây giờ nói gì với em cũng bằng thừa. Anh đã từng hứa với em sẽ không để em dính vào bất cứ thị phi nào. Nhưng anh đã không làm được. Đến giờ anh cũng chưa hiểu được mẹ vợ của mình muốn gì. Và bà đã làm gì? Nghe nói hôm qua em tìm Hoàng Hồng để giải thích với cô ấy. Theo anh, không việc gì về giải thích. Thanh giả tự thanh thôi. Họ nghĩ tôi mang thai của anh thật sự, hay họ muốn tạo nghi ngờ cho bà nội để bà không tin tưởng tôi nữa? Nếu đúng vậy thì họ đã toại nguyện rồi. Tôi đã bị tống cổ khỏi nhà họ Phùng. Con cũng không được gặp. Gia đình anh đã hại chết tôi mà. Anh phải làm gì để bù đắp cho em đây? Em nói đi. Bất cứ giá nào anh cũng sẽ thực hiện được. Bất cứ giá nào sao? Phải. Nói được làm được nhé. Đúng vậy, hãy tin anh. Có hai chuyện, chỉ cần anh thực hiện một trong hai chuyện là đủ rồi. Em nói đi. Thứ nhất, tìm Trương về đây cho tôi. Anh đã luôn tìm từ lúc nghe tin tới nay, nhưng lực bất tòng tâm rồi em à. Không phải vì em mà anh đi tìm đâu. Ba luôn kêu anh để mất tới, vì Trương là sự sống còn của quốc bảo, không thể mất tích đột ngột như vậy. Bà nội không báo chính quyền, có thể bà đã biết tin tức của Trương rồi nhưng vẫn giấu, vì nguyên nhân gì thì không ai biết được ngoài bà cả.
Cũng có thể Trương chưa từng bị mất tích mà đang thực hiện kế hoạch gì đó của nội cũng nên. Xàm xí, anh ấy có thể bỏ việc giảng dạy của mình sao? Nếu như có kế hoạch bí mật, anh sẽ tìm lý do xin nghỉ dài hạn, việc gì phải gây xôn xao dư luận chứ? Em thật ngây thơ, khi chính thức là chủ tịch tập đoàn Vạn Quốc Bảo rồi, anh hai còn thời gian để đi dạy sao? Dạy học là tâm huyết của anh, nên anh đâu thể nào dạy cho có hình thức được. Anh hai sẽ nghỉ việc, em tin anh đi. Vậy tại sao ba mẹ không báo công an? Ba mẹ cũng là ba mẹ của anh ấy mà. Ba mẹ bằng danh xưng thôi em. Theo anh thấy, không ai coi nhau như ruột thịt hết. Bà nội đã quyết định vậy thì cứ kệ bà ấy đi. Em hãy nói chuyện thứ hai đi, để xem anh có thực hiện được không. Chuyện thứ hai đã nghe trả lại cho tôi người chồng. Tôn bật người ra ghế, vừa cười ha hả vừa nhìn cô kinh ngạc. Em nói chơi à? Tôi không có thời gian mà nói chơi. Tôi đã đến nước đường cùng rồi, nhục nhã ê chề, tệ không thể tệ hơn. Bị tống cổ ra khỏi nhà họ Phùng chờ sinh đẻ xong. Nếu xét nghiệm là con của Trương, thì phải giao con cho họ, rồi biến mất khỏi tầm mắt của họ. Tuyệt đối không được lai vãng thăm con. Anh thấy có quá tàn nhẫn với tôi không? Vậy em muốn anh làm gì? Hai đứa kia tôi có thể cho họ, nhưng đứa này phải bên cạnh tôi. Bằng mọi giá tôi phải nuôi dưỡng nó thành người. Bao lâu nay, tôi cứ nghĩ bà nội thương tôi thật lòng thật dạ. Nhưng không ngờ, bà chỉ coi trọng huyết thống nhà bà, còn tôi chỉ là cái máy đẻ cho gia đình bà thôi. Trước đây có Trương bảo vệ, bây giờ không còn anh ấy nữa, tôi phải tự bảo vệ mình. Trương mất tích, bà ta không trình báo, vì sợ tôi đương nhiên thừa hưởng tài sản chồng để lại. Bây giờ bà ta có thể lấy lại tất cả những gì đã cho anh ấy. Tôi sẽ không để bà ta toàn nguyện. Chính tôi sẽ báo công an, truy tìm tung tích Trương, ngăn chặn bà tóm thu tài sản về tay. Anh đừng nghĩ rằng bà sẽ cho ba mẹ anh. Bà có thể cho từ thiện, cũng có thể cho những người con của ông ba, em rể của ông nội. Tất nhiên là phần của các con tôi vẫn phải có. Tôi sẽ chính thức ra mặt lấy tài sản của chồng danh chính ngôn thuận, vì chúng tôi có hôn thú mà anh. Vậy liên quan gì anh? Anh phải tìm cho ra kẻ chủ mưu xúi dục mẹ và chị anh quậy phá. Điều này nằm trong khả năng của anh. Để tôi xem, thật sự có người ám hại vợ chồng tôi, hay là do bà nội một tay che trời? Em đấu không lại bà nội đâu. Cái tôi có là thời gian, bà không có. Đã đi đến nước này rồi, không thể quay lại nữa. Nếu anh sẵn sàng hợp tác với tôi, thì sau này lấy được tài sản rồi, tôi sẽ để ba đứa con, trong đó có bé Hiên, ở lại, giữ gìn quốc bảo. Hoặc nếu như chúng không thích tranh đua trên thương trường mà chỉ muốn làm những việc mình thích như ba chúng nó, thì tôi có thể bàn giao cho ba mẹ. Tôi sẽ đưa đứa bé này đi thật xa, có thể ra nước ngoài để không ai biết mình. Anh vẫn còn thích tôi phải không? Vậy anh có muốn cùng tôi đồng hành cả cuộc đời còn lại không? Em có nông nổi không, Cúc? Tôi đã suy nghĩ rất chính chắn nhiều đêm liền mới đưa ra quyết định này. Tôi không phải là Phật, không có lòng vị tha to lớn như trong phim ảnh. Có ân tất báo, có thù tất trả. Anh đã thấy ở dưới quê, tôi đối xử với Phóng ra sao rồi đó. Tại sao tôi đã bị mất chồng, lại còn bị chia cắt tình mẫu tử? Bà nội kia có nghĩ cho tôi không? Bà nói cái thai trong bụng tôi là tạp chủng, bởi vì chị anh trước khi ra về còn để lại một câu. Dù là con của ai thì cũng đã bị kẻ khác thêm tay thêm chân. Quá sức tưởng tượng của tôi rồi, anh Tôn à. Nếu anh đồng ý đi với em thì sao? Thì bây giờ anh phải làm gì? Tôi đã nói rồi đó. Anh tìm cho ra người chủ mưu chia rẽ tôi và nhà họ Phùng. Tôi hứa với anh sẽ không vạch mặt họ, chỉ là để biết ai là bạn, ai là thù, thế thôi. Tôi không chấp nhận mình đã quá bụa mà vẫn bị hiếp đáp khinh rẻ. Em cần anh để điều tra, chứ không phải vì có tình cảm với anh à? Tình cảm với anh thì tự trong thâm tâm tôi lúc nào cũng có. Nhưng cần anh điều tra vì chuyện này trong khả năng của anh. Tôi chỉ muốn anh góp một chút gì đó trong cuộc chiến của tôi với bà nội sắp tới. Có như vậy tôi mới tin anh một lòng một dạ cùng tôi gây dựng lại một gia đình mới. Chỉ sợ rằng anh thật ra đã yêu Hoàng Hồng và yêu gia đình của anh mà không nỡ tách rời. Anh chấp nhận Hoàng Hồng, chấp nhận ở rể là vì muốn ở gần em. Thú thật, tai nạn xảy ra cho Trương, anh vừa thương em vừa mừng, hy vọng mình có cơ hội. Vì em, anh sẵn sàng bỏ tất cả, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan đều không quan trọng bằng em. Anh hy sinh, tôi cũng sẽ hy sinh. Anh hy sinh gia đình, tôi sẽ hy sinh các con. Hãy chờ tôi đánh gục cây cổ thụ quốc bảo, gom chút tài sản để sống an nhàn nơi xứ người. Anh cũng sẽ có kế hoạch tử thủ tiền bạc, nhưng con em còn quá nhỏ, không có ba mẹ bên cạnh thì sao? Còn bà nội, nếu bà trăm tuổi thì còn ba mẹ tôi, còn chị Lệ nữa. Lệ dù sao cũng người dưng. Chuyện này anh không cần quản. Sau khi rời khỏi đây, mình chỉ lo cuộc sống của mình mà thôi. Mặc kệ thị phi, mặc kệ dư luận. Thôi,
Anh về mà suy nghĩ đề nghị của tôi. Có gì thì điện cho tôi. Hạn chế gặp mặt để tránh người ta nhìn vào. Tôn về rồi, Cúc vẫn ngồi lại đó. Thật lâu mới chuẩn bị tư thế đi đến sưởng vàng gặp ông Đằng. Cô chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì với ông vì cô tin ông ngoài cuộc. Cúc đến thì ông Đằng đã sẵn sàng chờ cô. Cúc chưa ngồi với ông vội mà đi vào sưởng chào hỏi. Những ánh mắt nghi hoặc nhìn Cúc soi mói, tò mò. Họ chào hỏi cô chiếu lệ chứ không ân cần, kính trọng như xưa. Cúc thấy chú Chập kín đáo cười với cô rồi cúi xuống làm công việc không ngẩng đầu lên chào. Cúc không nhìn thấy chú Trực. Ông Đằng chờ cô ở phòng khách. Vừa ngồi xuống ông đã hỏi: Hôm nay sao con lại tìm ba? Có chuyện gì sao? Cúc dè dặt nhìn ông. Bà, con đến xin ý kiến ba. Con muốn báo công an việc anh Trương mất tích bà. Con hỏi ý kiến bà nội chưa? Con không hỏi nữa. Bà nội chẳng biết sao cứ giấu nhẹm chuyện này. Trương là chồng của con không thể để anh ấy bên ngoài không rõ tung tích được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đúng vậy. Gần 2 tháng rồi. Nếu chết chắc người dân đã phát hiện. Chỉ sợ Trương vẫn còn sống, nhưng bị ai đó khống chế nên không thể trở về. Phán đoán như ba vậy là bà nội biết Trương còn sống sao? Lòng dạ của bà sâu như biển, ba đoán không ra nổi đâu. Không thể nào. Tại sao? Bởi vì bà nội cũng đau khổ hơn bất cứ ai mà ba. Bà đóng kịch đấy. Thời gian càng dài, thì sự trở về của Trương càng vô vọng. Một người hết lòng thương yêu cháu mình, tại sao lại tỏ ra ngoài cuộc như vậy chứ? Chẳng lẽ ba cũng như mẹ, nghĩ rằng bà nội dàn dựng ra chuyện này? Ta không có ý đó. Nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bà làm vậy với mục đích gì? Động cơ gì chứ? Nếu hiểu được bà, thì không có vấn đề gì xảy ra nữa. Thằng Trương từ nhỏ đến lớn ở cạnh bà. Mà thật ra nó đã hiểu hết bà chưa? Huống chi con chỉ là đứa con gái nhà quê, chân ướt chân ráo, một bước vào thẳng hào môn. Thì hiểu sao nổi người đã từng dùng thủ đoạn mấy mươi năm để làm giàu. Cúc hoang mang. Dạo gần đây sao cô lại hay rơi vào trạng thái hoang mang, làm mình không tập trung đánh giá được đâu thật, đâu giả. Cả bà nội mà cô cũng nghi ngờ thì làm sao đối mặt với xã hội đầy rẫy trông gai được cơ chứ. Ông Đằng và bà Phấn nghi ngờ bà là có lý do của họ, nhưng cô tin bà. Cô nhớ như in câu bà dặn: không được bộc lộ suy nghĩ của mình với bất kỳ ai. Thậm chí có thể nói ngược lại. Bây giờ cô hoàn toàn mù tịt. Bí lối truy tìm, cô không nhìn ra ai là người xấu cả thì nghi ngờ ai bây giờ. Ông Đằng như đọc được những bấn loạn trong lòng cô. Ông cười, nụ cười hiền lành làm tăng thêm phần tín cẩn trong lòng Cúc. Nhân đây, trước khi cho con ý kiến, có nên qua mặt bà nội để báo công an hay không? Thì con phải nói rõ cho ta biết. Bà nội đã giao quyền kinh doanh cho Trương hay chưa? Nghĩa là tất cả cơ nghiệp của Quốc Bảo đã sang tên cho Trương hay chưa? Nếu Trương đã đứng tên rồi, thì bà sao lại dám đuổi con đi hả ba? Vẫn chưa sao. Bà đã 85 tuổi rồi, đâu thể đứng tên kinh doanh được. Phải có người thừa kế chứ. Thì Trương chỉ là người thừa kế thôi, thậm chí chẳng có một tờ giấy ủy quyền trách nhiệm nào. Bà quá thâm độc. Bây giờ bà muốn gì nữa? Tuổi già sức yếu rồi, sao còn có thể lăn lóc trốn thương trường? Con thấy đó. Mẹ con thì ta không nói, vì bà nội luôn nhìn mẹ con bằng đôi mắt ác cảm. Còn ba? Ba cả đời này luôn xem Quốc Bảo là nhà của mình. Bà nội là mẹ ruột mình, phải hiếu thuận. Nhưng bà chưa bao giờ tin ba cả. Không đúng. Bà nội luôn tin ba. Mặc dù con có thành kiến với bà, nhưng con biết. Trong lòng bà, ngoài Trương gia thì ba là người tiếp theo được bà tin cẩn. Bà nói trước khi ba lấy mẹ, bà đã định khi ba lập gia đình thì sẽ cho hẳn ba 2 căn tiệm để ba độc lập kinh doanh kia mà. Nói thì dễ, nhưng thực hiện thì khó con à. Bà nội chỉ cần phất tay một cái thì xong việc, nhưng bà không làm. Lúc nào cũng có lý do chính đáng để biện hộ. Vậy ba đã bất mãn bà nội từ lâu hay sao? Không hề, chỉ là ba quá hiểu mà. Bà không tin ai ngoài mình cả. Con đừng thấy bà hề hề, rồi tưởng bà hời hợt. Đó là một phụ nữ thâm độc, không phải dạng vừa. Lần thứ hai Cúc nghe câu nói này từ miệng của vợ chồng ông Đằng. Cô nghiêm túc nhìn ông. Vậy theo ý ba, con có nên báo công an hay không? Con báo đi. Nhưng rồi con sẽ mất trắng không được gì. Sao lại mất trắng? Con là vợ hợp pháp của Trương. Lại có con chung với nó. Đừng lo. Bà hứa sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho con.
hãy mạnh dạn mà làm, phải dập cho bà ta một cú. Nếu bà ta ngã gục lúc này, thì con đương nhiên thừa hưởng gia tài một cách hợp lý hợp pháp. Tin ta đi. Nhưng thật lòng con vẫn sợ. Sợ là phải, vì con quá hiền lành lương thiện. Trương không còn thì đâu thể nào bà ta buộc con ly dị nó được. Nếu con không nhanh lên, coi chừng bà ta ra tay trước, thì một xu con cũng không có mà nuôi cái bào thai này lớn lên. Con yên tâm, bà sẽ dùng sinh mạng để đảm bảo với mọi người đứa bé này là con của Trương, tránh trường hợp bà ta giở trò trên thai nhi. Được rồi bác, quyết định vậy nha. Cảm ơn ba đã đứng về phía con. Ngày mai con đi khám thai định kỳ, xong rồi sẽ hẹn ba đi đến đồn công an trình báo. Ba đi với con nha. Con nên đi một mình thì hơn. Ba phải để cho bà ấy giữ lại lòng tin mới bảo vệ con được. Ba xưa nay không thích chen vào chuyện tranh đua hơn thiệt. Nhưng đã đến nước này rồi, ba sẽ không để cho cốt nhục của Trương bị chia lìa đâu. Những đứa con của không có cha, rồi thì phải được ở bên cạnh mẹ. Không ai có quyền tách ra cả. Bà ấy dù là bà nội, cũng không thể một tay che trời. Chỉ sợ rằng trong thời gian điều con ra khỏi nhà, bà đã thay giường đổi cột quốc bảo rồi. Là sao ba? Là bà đã giao nó cho người khác. Không thể nào. Cứ chờ xem đã. Không việc gì phải vội. Cúc ra về, trong lòng vô cùng cảm kích ông Đằng. Bỗng dưng lại thấy trong cuộc chiến này hình như mình đã đơn độc. Mình đang tấn công mà người phòng thủ không phải là một lòng một dạ với mình. Dù không cho phép mình nghi ngờ bà nội, nhưng sao trong lòng cô lại thấy vô vàn nỗi bất an. Dằn vặt cả đêm, Cúc quyết định lựa chọn tin tưởng bà nội. Phải, bà nội không có lý do gì để hãm hại Trương. Và nếu thật sự Trương có mất đi, thì bà vẫn còn có hai đứa cháu cố là cốt nhục của họ Phùng. Họ Phùng không tuyệt tự, thì cớ gì bà phải giả đò để tống cô ra khỏi nhà được. Những điều bà dạy bảo không phải là luôn hợp lý sao? Ông Đằng trước giờ không hề làm gì mất lòng bà, luôn luôn hiếu kính với bà. Sao lời nói về bà hôm nay có vẻ gay gắt như vậy? Cúc không tin. Không một chút nghi ngờ ông Đằng có dính líu đến vụ này. Cho dù đây là âm mưu quỷ kế của bà Hoàng Phấn, thì ông cũng là người ngoài cuộc. Có thể đứng trước hiện trạng này, ông cũng quá bức xúc mà nói những lời xúc phạm nội, hay là xuất phát tận đáy lòng ông luôn có nỗi uất ức không thể giải bày. Cúc buồn quá. Cô yêu Trương và làm vợ anh là đúng. Tình yêu đó theo thời gian lớn dần, hóa thành tình yêu bất tử. Bao nhiêu năm nay, cô ngập chìm trong hạnh phúc mà chưa bao giờ tiên liệu được khi không có Trương bên cạnh. Cô phải làm sao? Bỗng nhiên Cúc thèm trở thành một bà Trương bán bánh ít, kiếm tiền lời để sống. Thậm chí có khi cùng cực phải giật gấu vá vai, cô cũng cam lòng, miễn chồng vợ bên nhau. Giàu sang mà chi? Tiền muôn bạc vạn làm gì để phải chia cắt mỗi người một nơi? Phải ngày đêm lo lắng kẻ rình rập hãm hại mình. Cúc liều, ba bảy cũng liều. Cho dù bà nội có là người như thế nào, thâm độc không phải giọng vừa, nhưng cô luôn mặc định rằng con người ta, dẫu có tàn tệ với ai, cũng không bao giờ tàn tệ với ruột già máu mù của mình. Mà bà nội theo cô biết, sau mấy năm sống chung, là một người có bề dày nội tâm. Bà thương yêu Trương là sự thật, tin tưởng cô là sự thật, và có tấm lòng bao dung nhân ái cũng là sự thật. Bà đã từng nói, mỗi lần tạo phúc là một lần nhận phúc báo, tạo phúc càng nhiều, phúc báo càng lớn, có thể tiêu trừ phiền não. Người như bà nếu không chọc tới, bà sẽ không ra tay. Ở đây bà đã tuyên bố bắt đầu cuộc chiến và phái cô làm tướng ra trận tiên phong. Tại sao cô lại nghi ngờ vì những lời gièm pha mà cô cho rằng có căn cứ chứ? Nghĩ vậy, cô điện thoại cho bà nội, kể tất cả cho bà nghe. Tiếng bà cười khì trong máy, theo lời nó đi con, cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Cúc yên tâm, cô dự định hai ngày sau sẽ đi trình báo công an. Tôn Điền hẹn cô ra ngoài, Cúc bảo anh cứ đến cửa tiệm số 7 gặp cô. Tôi nói anh đã vặn hỏi mẹ và chị mình ai xúi giục họ, thì họ khăng khăng một mực rằng thấy bất bình nên muốn mắng chửi Cúc một phen, cho đã ghét bỏ trước giờ và làm cô bị mất lòng tin từ bà nội, chứ họ cũng chưa biết việc Trương bị mất tích. Cúc bĩu môi không tin. Cô hỏi Tôn, vì sao họ có những tấm hình đó, là ai đưa cho họ? Cúc nhìn ra được vẻ ngập ngừng của anh, một lúc sau Tôn mới trả lời. Là anh cho họ xem. Ý anh muốn nói là họ hãy ở yên dưới nhà,
đừng thường xuyên lên đây vì bên vợ anh đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi, nhưng bị họ lấy cắp rồi đem đến gặp nội. Sau khi gặp tôi rồi, Hồng có nói gì với anh không? Cô ấy lạnh nhạt ra mặt, chiến tranh lạnh luôn, nhưng anh không quan tâm nữa, bây giờ anh chỉ mong sớm ngày ở bên em thôi. Hãy chờ tôi. Anh sẽ chờ, bao lâu anh cũng chờ. Cúc tiến tôn ra khỏi cửa, anh nắm lấy tay Cúc, cô vẫn để yên. Cúc buồn cười, mình làm gì thế này? Lỡ như Tôn vô tội, có phải cô đã kéo theo anh vào cuộc hay sao? Mặc kệ đi, cứu chồng trước đã. Cúc liếc qua bên kia đường, tự đang lấp ló sau cây cổ thụ, tay lăm lăm chiếc điện thoại. Thoáng thấy Cúc, à nấp sát vào cây, nhưng thân hình đồ sộ của cô ta vẫn không qua mắt được Cúc. Cúc bực bội rùa thầm trong bụng, và sau đó cô đến đồn công an để báo về tình trạng của Trương. Điều không ai có thể ngờ nổi, trước khi tiếp nhận điều tra của công an, bà nội đã phát lương bồi thường 3 tháng cho các nhân viên và tuyên bố ngừng kinh doanh, đóng cửa toàn bộ các tiệm vàng Quốc Bảo, kể cả xưởng vàng cũng niêm phong lại. Có nghĩa là bà nội đã xin phép ngừng kinh doanh ngay sau khi chuyện xảy ra cho Trương 5 ngày. Đến nay mới có quyết định cho phép của ngành liên quan. Như một cú đánh trời giáng vào đầu gia đình Phạm Đằng. Trong một đêm, tất cả 4 người đều bị mất việc, thậm chí họ không kịp tẩu tán một phân vàng ra khỏi tiệm. Vợ chồng Phạm Đằng tức tốc đến gặp bà nội. Ông Đằng vẫn điềm tĩnh, nhưng bà Phấn thì lồng lộn lên. Tại sao mẹ lại ngừng kinh doanh mà không báo trước với chúng con chứ? Tại sao ta phải báo trước? Quốc Bảo là của họ Phùng ta, muốn tới muốn lui có cần người ngoài góp ý sao? Thì ra lúc nào mẹ cũng coi tụi con là người ngoài. Phải, vì các người và ta không có quan hệ gì, ngay cả sự tin tưởng nhau cũng không có. Chẳng có loại người nhà nào như thế cả. Vợ chồng con đã không tin tưởng mẹ sao? Không phải mẹ phán điều gì chúng con đều răm rắp thực hiện sao? Răm rắp thực hiện thì có, nhưng tin tưởng thì không. Ngay cả sự tự nguyện làm việc cho Quốc Bảo cũng không, mà chỉ vì quyền lợi. Điều đó cũng có thể bỏ qua được, nhưng ý đồ thôn tính thì phải ngừng lại và chấm dứt. Mẹ nói cái gì vậy? Nói cái gì, các ngươi phải tự hiểu chứ, vì các ngươi là người trong cuộc mà. Mẹ muốn ám chỉ điều gì thì cứ nói thẳng ra. Tâm cơ của con không thể đem ra so với mẹ, nên những lời lẽ cao siêu của mẹ con thật sự không hiểu nổi. Vậy tốt nhất đừng nên hiểu. Bà Phấn ngồi phịch xuống ghế. Con thật tiếc cho tuổi thanh xuân của mình đã cống hiến cho họ Phùng của mẹ. Để cuối cùng con được gì đây? Chưa bao giờ mẹ coi con là người nhà, trong khi con của anh Bảo vẫn gọi con là mẹ. Thậm chí khi con muốn chọn cho nó một người vợ môn đăng hộ đối, xứng đào xứng kép với nó mà mẹ không đồng ý, thì con cũng thôi luôn. Trong thời gian mấy năm làm dâu của mẹ, con đã xem xét kỹ lại mình, chưa hề làm điều gì sai quấy với mẹ. Nhưng khi con và anh Đằng đến với nhau, thì mẹ bên ngoài vui vẻ tác hợp, nhưng bên trong trở mặt không nhìn. Con thấy rất rõ, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của anh Bảo, người chồng mà con thương yêu kính trọng, nên nín nhịn mẹ. Con sẵn sàng trả lại cửa tiệm cho mẹ để kết hôn với anh Đằng. Lúc đó con đã biết mẹ không hề có chút tình cảm nào với vợ chồng con. Mẹ xem anh Đằng giống như một thằng thợ trung thành với mẹ, chứ không phải như con trai mà mẹ nói. Kệ đi, chúng con chấp nhận, danh xưng cũng được, thực lòng cũng được. Cả gia đình con đã cùng nhau mặc định là chỉ làm việc ăn lương, không thèm tơ hào gì đến tài sản của mẹ hết. Vì chúng con chỉ là người ngoài, thậm chí khi con muốn ra làm riêng, anh Đằng vì thương mẹ, sợ bỏ đi thì không có người trông coi xưởng vàng cho mẹ, nên nhất định không nghe lời con. Bao nhiêu đó chưa đủ chứng minh tình cảm gắn bó của gia đình con với mẹ sao? Bà nội trừng mắt ngó bà Phấn, giọng nói ngạc nhiên, pha lẫn thích thú. Đến bây giờ mới có cơ hội bộc phát phải không? Đúng vậy, cô chưa làm điều gì lầm lỗi với ta cả. Nhưng với nhà họ Phùng thì cô đã không tròn. Khi chưa kết hôn với Đằng, cô có biển thù túi riêng không? Có âm thầm chiếm dụng tài sản của họ Phùng không? Có thật lòng thật dạ yêu thương Trương và đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột không? Cô chỉ mong Trương đừng nhúng tay vào Quốc Bảo, cô khuyên nó hãy làm những gì nó thích. Bề ngoài đúng là mẹ hiền, nhưng thật ra trong thâm tâm cô nghĩ gì, bà già này không đoán ra sao? Nhưng cứ thấy bà già cắn mãi không buông Quốc Bảo, cô quay sang chinh phục Đằng. Vì biết ta tin tưởng nó, cô hy vọng ta sẽ truyền lại cho nó cơ nghiệp này. Nhưng nói cho cùng, họ Phùng vẫn còn đây, thì sao lại để người ngoài thao túng được?
ta có hẹp hòi với cô không? Ta cho hẳn cô một cửa tiệm tùy cô chọn. Cô đã chọn cửa tiệm thịnh nhất trong các cửa tiệm của ta. Vì sao mà ta lấy lại? Vì cô đã tái hôn, mà chồng cô không phải họ Phùng, lại là người ta tin tưởng. Cô chấp nhận trả cửa tiệm lại để kết hôn, làm ta cảm thấy được cô đã đi đúng đường. Hạnh phúc gia đình quan trọng hơn tiền bạc, ngay cả Đằng cũng vậy. Ta luôn tâm niệm khi Đằng kết hôn, ta sẽ cho nó một vài cửa tiệm. Nhưng khi nó lấy cô, thì ý định đó của ta tắt ngấm. Các người không hiểu ta thì thôi đi, không sao cả. Có thể nghĩ ta là một bà già xấu xa, bỉ ổi, không từ thủ đoạn nào. Nhưng lại không hiểu rằng ta đã giàu quá rồi, không cần giàu nữa đâu. Giàu mà làm gì khi đứa cháu mà ta thương yêu nhất đã mất đi. Ta ngừng hoạt động để lui về dưỡng già, sống những ngày cuối đời với con cháu là sai sao? Ta nghỉ rồi, các người có thể mở thương hiệu mới cho mình mà. Không phải ta giúp các người tiến lên mà không dẫm đạp lên tình nghĩa, không mang tiếng phản bội hay sao? Bà Hoàng phấn nghẹn lời, môi mím chặt, thở hắt ra nhìn chồng. Thái độ của ông Đằng từ lúc vào đến giờ không hề thay đổi, vẫn nét mặt nghiêm trang, vẫn một mực tôn kính bà nội. Nghe hai người lời qua tiếng lại một hồi, ông từ tốn nói với bà. Mẹ à, mẹ quyết định sao, tụi con cũng đồng ý hết, vì có muốn phản kháng cũng không được. Nhưng xin mẹ cho con biết, vì sao Quốc Bảo đang kinh doanh thắng lợi mà mẹ lại ngừng hoạt động? Quốc Bảo bây giờ không còn chủ nữa, hoạt động được sao? Không còn chủ nữa, mẹ đã bàn giao cho Trương rồi sao? Bàn giao từ 5 năm trước rồi. Ông Đằng ngẩn người ra, buột miệng nói những lời tận đáy lòng. Khốn nạn con vợ thằng Trương. Vợ thằng Trương thế nào? Nó nói với các người là không biết ta đã giao quyền kinh doanh cho Trương chứ gì. Nó không biết là phải, vì ta không tin nó. Chuyện này chỉ có mình ta và Trương thôi. Trong giấy tờ thừa kế sau này, điền thêm tên của con nó, chứ không có vợ. Vì vợ nó cũng là người ngoài trong mắt mẹ chứ gì. Đúng thì sao? Mẹ tàn nhẫn không ai tránh kịp. Mẹ đóng cửa Quốc Bảo chỉ bồi thường 3 tháng lương cho chúng con là đủ sao mẹ? Phạm Đằng hôm nay cũng tính toán so đo với già này hả? Phải, bởi vì mẹ đã 85 tuổi rồi. Và trong tay mẹ là khối tài sản kếch dù họ Phùng. Mẹ ở không ăn 3 đời cũng không hết. Còn gia đình con sống dựa vào tiền lương làm công của từng thành viên. Mẹ chấm dứt con đường kinh doanh của Quốc Bảo cũng như cắt đứt mạch sống của gia đình con vậy. Ủa, đây là chuyện của nhà Quốc Bảo, chấm dứt kinh doanh vì không có người quản lý có gì sai sao? Nếu vậy các ngươi hãy đưa Trương về đây, chừng đó mới được phép yêu sách. Ông Đằng giận dữ đứng bật dậy lớn tiếng. Mẹ cũng thấy đó, trước này con không hề xen vô hay ý kiến bất cứ quyết định nào của mẹ. Con chỉ muốn yên ổn làm công cho mẹ để nhận lương mà dưỡng già. Con đã cống hiến cho thương hiệu của mẹ mấy chục năm, giờ bị mẹ thằng tay đuổi đi như vậy, mẹ đành lòng sao? Vậy ý các ngươi muốn gì? Mẹ vẫn có thể mở vài cửa hàng trong 14 cửa hàng của mẹ kia mà. Ta vừa mới nói xong, cậu nghe không hiểu à? Ta ngừng hoạt động để các ngươi có điều kiện lập thương hiệu mới, không phải đã quá ưu ái với họ Phạm các ngươi sao? Mẹ nói chuyện mở thương hiệu vàng như trở bàn tay. Mẹ biết dù chúng con có dư giả, có tập hợp hết vốn liếng của gia đình, cũng không đủ sức mở một cửa tiệm. Mẹ nói những lời này không phải là hoang đường lắm sao? Ủa, tiền trong túi các ngươi, sao ta biết được? Nếu mẹ có ý như vậy, mẹ dám đầu tư vào chúng con không? Không, không phải không dám mà là không làm. Bởi vì ta già rồi, sống nay chết mai mà các con của Trương còn quá nhỏ. Ta không muốn chúng dây dưa vào mớ bòng bong này. Đúng là mẹ tàn nhẫn không ai sánh kịp. Vậy mẹ có thể cho chúng con vay không? Không, vì sẽ không có người thu nợ. Điều gì mẹ cũng không, rõ ràng là mẹ muốn cắt đứt nguồn sống của chúng con rồi. Ủa, Quốc Bảo có 14 tiệm vàng, trên dưới cả 100 nhân viên, sao chỉ có gia đình các người khiếu nại vậy? Vì cả đời con đã gắn bó ở nơi đây rồi. Thế ý cậu muốn sao? Lúc nãy con đã nói rồi, mẹ vẫn có thể mở vài cửa hàng trong 14 cửa hàng của mẹ kia mà. Cậu muốn như vậy hả? Được, ta sẽ chiều ý cậu một lần. Hai người về đi. 2 ngày sau, ta sẽ triệu tập một cuộc họp với tất cả nhân viên của 14 cửa tiệm lại để biểu quyết vấn đề này. Các người có bản lãnh thì hãy vận động họ theo ý mình. Nhớ là phải có mặt các nhân viên lớn nhỏ của Quốc Bảo, kể cả tạp vụ. Nhắn tôn, mời thêm mẹ và chị gái của nó đến nữa. Ta mệt rồi, không tiện nha. Tại sao lại mời mẹ và chị của tôn? Họ có phải là nhân viên của mẹ đâu. Không có họ thì khỏi cần phải họp. Thế thôi. Mẹ à,
Cậu biết ta bao nhiêu năm nay mà vẫn chưa hiểu ư? Một khi ta đã quyết gì thì không ai có thể thay đổi được. Vậy nhá. Vợ chồng ông Đặng hậm hực ra về. Bà nội đưa mắt nhìn Lệ mỉm cười. Trong lúc vợ chồng ông Đặng đến gặp bà nội, thì Tôn cũng đến tìm Cúc. Anh nói với cô. Bà nội đã ngừng kinh doanh quốc bảo rồi. Em dám cùng anh thử một chuyến không? Thử sao? Bây giờ chứ không còn nữa. Xem như tờ hôn thú không còn giá trị. Anh cũng sẽ ly dị với Hoàng Hồng. Chúng ta là những người tự do. Anh có tích lũy một số vốn. Và chắc em cũng có. Anh làm được các loại trang sức từ vàng. Hai đứa mình mở một tiệm vàng được không em? Mở một tiệm vàng anh nói đơn giản lắm sao? Mặt bằng, giấy phép, thuế, kiểm định, vốn đầu tư xoay vòng, vốn cố định và luân chuyển. Anh có đủ 100 cây vàng chưa mà muốn ra tiệm? Muốn sẽ có, chỉ cần tư cách pháp nhân, điều này em làm được. Làm được sao? Lúc đó tôi không còn là vợ của Trương nữa, không phải bà chủ quốc bảo thì tư cách pháp nhân gì ở đây? Thì tranh thủ lúc bà nội chưa công bố việc Trương mất tích, em hãy ra tay trước. Dẫu sao thì bà cũng đã đóng cửa quốc bảo rồi, em cứ ngồi im thế này tiền đâu sinh đẻ, tiền đâu mà nuôi con? Anh nực cười. Nếu tôi có tiền đầu tư mở tiệm vàng với anh, chẳng lẽ tôi không có tiền nuôi con sao? Cùng lắm tôi đem nó về ngoại nhờ nuôi. Cùng nữa tôi đem tờ xét nghiệm lại khóc lóc với bà nội xin tiền, không được hả? Em sẽ không làm như vậy. Tôi sẽ làm vậy, bởi vì tôi chán ngán kinh doanh đầy thủ đoạn rồi. Có buôn có bán gì tôi cũng sẽ chọn buôn bán những thứ tầm thường, đủ sống qua ngày, không phải giá trị bạc triệu như vậy nữa. Anh thôi định hợp tác với tôi đi. Hãy cho tôi 1 tháng, chờ xem công an họ giải quyết chuyện này ra sao. Rồi chúng ta cùng ra nước ngoài sinh sống. Muốn bằng chứng gì thì đến chỗ khác mà làm, tôi không thiết tha gì nơi đây nữa đâu. Tôn về, Cúc lại thấy Tự lấp ló sau gốc cây. Cô chẳng hiểu Tự muốn làm gì nữa. Cúc xăm xăm đi ra. Tự tránh không kịp đành phải đứng chịu trận. Cúc hất mặt, khinh bỉ nhìn chị ta. Lại giở trò gì đó? Sao cứ rình rập tôi mãi vậy? Mắc mớ gì mày? Đất này của nhà mày à? Tao đứng đây có liên quan gì tới mày sao? Tại sao khi nhìn thấy tôi, bà lại thập thò như vậy? Tôi nói cho bà biết, tôi đã mất cả rồi, không còn gì để mất nữa đâu. Bà cẩn thận coi chừng tôi đó. Mày làm gì tao? Thật tình tôi không thể nghĩ trên đời này lại có hạng người như bà. Đi cho khuất mắt tôi, kẻo tôi báo công an là bà rình rập tiệm vàng để thông đồng với kẻ cướp đó. Cúc quay lưng vào nhà không thèm nghe chị ta biện hộ một câu. Chiều đến, vợ chồng ông Đặng tìm đến Cúc. Mặc dù bà nội đã ngừng hoạt động cửa tiệm, đã niêm phong, nhưng vợ chồng Trung Loan vẫn còn ở lại để bảo vệ cô. Hay tin ông bà Đặng đến, anh chị bèn lắp máy ghi âm dưới bàn rồi lánh mặt vào trong. Cúc mở cửa hông đón ông bà vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, bà Phấn đã vồ vập. Con ở lại đây một mình sao? Vừa nói bà vừa quan sát căn nhà. Phía trước đã được kéo ngang bằng cánh cửa sắt có khóa lại. Cúc chỉ ở phía sau không lên được trên lầu. Phía sau là 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và toilet. Bà hậm hực thay Cúc. Bà chủ của tập đoàn Quốc Bảo phải bị gò bó ở nơi như thế này thật bất công. Ông Đặng điềm đạm ngồi xuống bên cạnh bà Phấn, đối diện Cúc. Bà triệu tập cuộc họp tất cả nhân viên vào 2 ngày sau, con có biết chưa? Con chưa nghe bà. Chẳng lẽ bà ta không cho con tham dự sao? Con bây giờ đâu có quan hệ gì với Quốc Bảo nữa đâu ba. Nói bậy, con vẫn là vợ hợp pháp của Trương. Con có quyền tham dự buổi họp, thậm chí có quyền ngồi trên ghế chủ tọa. Bà ta không thể một tay che trời được. Lỡ như lúc đó bà nổi giận lên, phát ngôn cái thai con đang mang là tạp chủng thì sao? Bà Phấn khoát tay. Thanh giả từ thanh, con có luật pháp, chỉ cần chứng minh con và thằng Tôn không có quan hệ gì là được. Muốn vậy ba mẹ phải giúp con, tìm hiểu xem ai đã xúi giục mẹ con, bà Lực đến sách nhiễu con mới được. Có được bằng chứng này thì con còn có cơ sở để đánh trả lại bà nội. Con dám đánh trả sao? Dám, bà đã không nghĩ đến tình, đã đuổi con ra khỏi nhà họ Phùng rồi. Đã chia cắt mẹ con, việc gì mà con không dám nữa? Ông Đặng lắc đầu. Con không hiểu bà đâu. Bà tất nhiên không tin những lời chị thằng Tôn nói. Chỉ là cái cớ để bà đuổi con đi khỏi nhà. Mục đích ngừng kinh doanh, gom lại hết tiền bạc vào túi. Bước thứ hai bà sẽ kêu bán các căn tiệm. Sau đó có thể bưng cả nhà về quê, an hưởng tuổi già bên con cháu với cuộc sống sung túc giàu sang. Nếu như con còn ở lại, thì làm sao bà ta có tư cách mở cuộc họp? Bây giờ bà chỉ là cố vấn thôi, quyền hạn đúng ra phải về tay con mới đúng. Vậy bây giờ ba dạy con phải làm sao? Ngày mốt họp, nếu bà ta không kêu con, bà sẽ điện cho con cứ ung dung đến, phối hợp với bà, giành lấy quốc bảo. Chuyện này hoàn toàn có lợi cho con, gia đình ba không can dự gì đến. Chỉ mong rằng con vẫn giữ được quốc bảo kinh doanh như xưa nay, để cả nhà ta có nguồn sống về sau, thế thôi. Con sẽ phối hợp như thế nào? Con cứ đổ cho bà ta dựng lên truyền bào thai con đang mang là của thằng Tôn, thông qua mẹ con bà Lực. Bà Lực đã nhận của bà ta một số tiền lớn để vu khống con.
Điều này ta sẽ khiến cho mẹ con bà ấy ra làm chứng đúng như ý nguyện của con. Trong lòng của Cúc gợn lên một sự kinh tởm, nhưng ngoài mặt cô lại giả bộ vui mừng. Được không ba? Lỡ như giữa chừng họ phản phé thì sao? Con hãy giao phó chuyện đó cho ba là được. Ba sẽ giải quyết ổn thỏa. Vậy con nghe lời ba. Cúc không ngờ, thật sự không thể nào ngờ nổi bên trong con người hiền từ đạo mạo của ông Đằng là một kẻ đầy mưu mô thủ đoạn. Bà nội vì sao mà nhìn thấu ra được? Cô thật sự ngưỡng mộ bà. Cúc đắn đo một hồi rồi hỏi ông Đằng. Vậy ba cho rằng bà nội đã thủ tiêu Trương rồi sao? Không. Dù sao Trương cũng là cốt nhục của họ Phùng. Nhưng có thể bà ta đã biết tin của Trương rồi nên âm thầm xin ngừng hoạt động trước khi khai báo nó mất tích. Bởi vì nếu như khai báo trước thì việc vận hành Cúc Bảo sẽ là của con. Bà ta không đuổi con đi thì làm sao mà thao túng được. Nhưng thôi, mọi thứ chỉ là võ đoán. Để hôm họp xem bà ta dở ra những mánh khóe nào. Vợ chồng ông Đằng ra về. Cúc xác định rõ rằng mẹ con của Tự là người của ông Đằng. Chuyện đã như vậy rồi, mấy hôm nay Tự còn theo dõi cô để làm gì chứ? Cúc mong nhanh chóng kết thúc mọi việc để về với con. Cô nhớ chúng đó. Nhiều lần Cúc muốn đến xưởng vàng mới do chú Thường quản lý để gặp bốn đứa con nuôi, nhưng cô không biết chỗ mà liên lạc với Cang cũng không được. Cô thắc mắc chẳng hiểu bây giờ chúng sống ra sao, không có Trương đùm bọc, liệu chúng có được yên ổn hay không? Vì sao mà chúng không liên lạc với cô? Hai hôm sau, bà nội triệu tập tất cả nhân viên 14 vệ tinh của tập đoàn vàng bạc đá quý Quốc Bảo lại họp ở cửa tiệm số 1, là cửa tiệm đắc địa nhất của Quốc Bảo do bà Phấn quản lý. Cửa tiệm này cũng là nhà của bà nội, diện tích rộng nên có phòng họp lớn, sức chứa cả 100 người. 7 giờ sáng, bà nội đã có mặt ngồi ở vị trí chủ tịch, Lệ ngồi cạnh bên, Cúc ngồi phía dưới bàn của nhân viên. Mọi người lần lượt kéo đến. Mẹ con bà Tự không biết dựa vào điều gì mà cũng nghênh ngang xuất hiện theo dòng người và đùng đình ngồi xuống như những nhân viên của Quốc Bảo. Cúc nhìn thấy họ mà lợm giọng, nhất định hôm nay cô sẽ dạy cho họ một bài học nhớ đời. Khi đã đủ người, bà nội dõng dạc tuyên bố. Hôm nay, tôi mời quý vị đến để tuyên bố 2 vấn đề. Trước hết là đi vào vấn đề thứ nhất. 5 chữ tập đoàn vàng bạc đá quý là do bên ngoài Tự kêu. Chứ thật sự, Quốc Bảo chỉ là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thôi. Công ty này ta đã giao cho cháu nội là Phùng Quốc Trương quản lý kinh doanh, như mọi người đã biết. Cách đây hơn 1 tháng, Trương đã bị kẻ xấu bắt cóc đưa đi đâu, vẫn chưa có tin tức, nên ta đã xin ngừng hoạt động. Đến nay mới có quyết định. Vì rắn không đầu, nên Quốc Bảo nhất định phải đóng cửa. Tiền bồi thường thất nghiệp, ta cũng đã trả xong phần cho các vị rồi. Hôm nay triệu tập cuộc họp này để thông báo với các vị một lời. Dù sao, các vị cũng đã làm việc với ta nhiều năm. Sau này ai có gặp khó khăn gì, thì cứ mạnh dạn đến tìm ta. Trước mặt toàn thể các nhân viên, ta xin hứa nếu trong khả năng mình, ta sẽ không từ chối một ai. Ngừng lại một chút để quan sát phản ứng của mọi người, bà nội tiếp tục. Ta đã già quá rồi, mà những người thừa kế thì còn quá non nớt, nên buộc lòng phải làm như vậy. Ở đây ta sẽ lắng nghe ý kiến của quý vị về vấn đề này. Lệ ghi lại hết nha con. Ông Bình, người thợ lão làng trong xưởng vàng bức xúc đứng dậy lên tiếng. Công ty là của nhà họ Phùng. Họ Phùng muốn chấm dứt lúc nào là quyền của họ Phùng. Nhưng bà đã ra tay quá đột ngột, không để cho chúng tôi có thời gian tìm việc khác. Bà nghĩ có tàn nhẫn quá không? Ta đã bồi thường 3 tháng lương cho quý vị tìm việc rồi mà. Ta cũng vừa mới nói, nếu có ai gặp khó khăn, hãy đến tìm ta. Ta sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ kia mà. Mọi người im lặng. Ông Đằng thấy đã đến lúc lên tiếng. Bà đã giao công ty này cho Trương. Nếu như Trương không còn, thì vẫn còn vợ con của nó. Bao lâu nay, vợ Trương xuất hiện ở các cửa hàng nhiều hơn Trương. Việc vận hành các cửa tiệm cô ấy có kinh nghiệm hơn chồng. Tại sao khi không còn Trương nữa, bà lại không để cô ấy tiếp tục kinh doanh, mà lại á quyền như vậy? Dẫu sao thì Cúc cũng là vợ của chủ tịch, bà chỉ là cố vấn thôi. Vợ chủ tịch mới có quyền phát ngôn. Tại sao hôm nay cô ấy lại ngồi dưới hàng ghế nhân viên? Các vị ở đây có thấy điều gì đó là bất hợp lý không? Có phải nguyên chủ tịch Quốc Bảo đã một tay che trời không? Hội trường xôn xao. Bà nội nhướn cặp chân mày, ngạo nghễ nhìn ông Đặng. Thế anh muốn sao? Tôi cũng như các nhân viên ở đây, muốn chủ tịch phu nhân chủ trì cuộc họp. Được.
Vậy thì mời chủ tịch phu nhân lên đây chủ trì cuộc họp để không có lời ra tiếng vào, cho rằng bà già này tham quyền hám chức. Mời chủ tịch phu nhân. Cúc từ từ đứng dậy, ung dung đi lên bàn chủ tọa trước ánh mắt đắc ý của gia đình ông Đằng và nụ cười bí hiểm của bà nội. Cúc ngồi xuống cạnh bà nội, mọi người háo hức nhìn cô. Ai cũng chờ đợi cuộc chiến nội bộ của hai người đàn bà đại diện cho hai thế hệ của họ Phùng. Cúc bình tĩnh đảo mắt nhìn khắp phòng. Nơi này trước đây là địa bàn của bà Hoàng Phấn cai quản. Cô có đến nhưng chỉ ở ngoài tiệm thôi, chưa bao giờ bước vào phòng họp. Mặc dù biết mỗi căn tiệm đều có một phòng họp, nhưng Cúc không ngờ nơi này lại hoành tráng như vậy. Nhân viên Quốc Bảo có gần cả trăm người, Cúc không bao giờ nhớ mặt hết, và hình như cũng có những người không quen biết nhau. Camera đặt khắp phòng. Cúc tự hỏi là do bà nội mới bố trí hay trước giờ đã có sẵn. Thật sự, Cúc không biết mình nên nói gì ở đây. Màn kịch sắp kết thúc và cô đang đóng vai gì? Ông Đằng lên tiếng như khích tướng mà cũng như trấn an cô. Con đã có chỗ đứng rồi. Hãy mạnh dạn nói lên chính kiến và quyết định của mình. Những bậc lão thành ở đây sẽ ủng hộ con. Những mưu sâu kế độc của cựu chủ tịch cố ý gài bẫy để tống con ra khỏi công ty, con cũng nên trình bày ra đây cho mọi người biết. Kinh doanh có luật của kinh doanh. Từng cấp phải có phân biệt. Bà không thể vì mình là người sáng lập mà một tay che trời được. Cúc đưa mắt nhìn bà. Bà gật đầu ngầm đồng ý cho cô phát biểu. Cúc đứng dậy, nhìn thẳng xuống hội trường. Ông Phạm Đằng cho rằng bà chủ tịch đã cho người theo dõi tôi, rồi trả tiền thật hậu để họ đến nhà làm nhục tôi. Có cớ để bà chủ tịch đuổi tôi rời khỏi nhà họ Phùng, cắt đứt quan hệ giữa tôi và chủ tịch Trương, để Cúc Bảo hoàn toàn trở về tay của bà. Bà chủ tịch có điều gì giải thích không? Cứ nói tiếp. Ông bà Phạm Đằng cũng cho rằng chính bà dàn cảnh bắt cóc Trương để có lý do đóng cửa các tiệm vàng, hầu truy cùng đuổi tận gia đình ông, cắt đứt nguồn sống của mọi người. Bà chủ tịch thấy thế nào? Cứ nói tiếp. Ghi lại nghe lệ. Bà nói rõ hai vấn đề quan trọng đó trước, rồi mới phát sinh ra những vấn đề khác. Được. Vậy giải quyết từng vấn đề một. Vấn đề thứ nhất, có chứng cứ là ta thuê người làm nhục con không? Có không, Phạm Đằng? Ông Đằng đứng dậy nhếch môi cười ngạo mạn. Tôi nói luôn có chứng cứ. Nếu không có chứng cứ sao dám đương đầu với bà? Đưa chứng cứ ra đi. Tự ở phía dưới bước lên, thái độ tự tin đến Cúc phải dùng mình. Tôi là chứng cứ. Bà nội nheo nheo mắt nhìn Tự, tia nhìn như xoáy vào tâm can của cô ta. Vậy à, chứng cứ là gì? Tự đưa một gói vàng ra. Bà kêu tôi theo dõi Tôn và Cúc, lén chụp hình những cận cảnh họ có vẻ âu yếm với nhau. Không có cũng phải làm cho có. Tôi nhất thời ham số vàng này nên nghe lời bà. Nhưng sau đó vì hạnh phúc của em tôi nên tôi đã thú thật với vợ chồng nó rồi. Cô nhất thời ham tiền, vậy mẹ cô cũng tham tiền nhất thời mà bán rẻ hạnh phúc của con trai mình sao? Mẹ tôi không biết gì về chuyện này. Bà chỉ nghĩ đây là sự thật nên cùng tôi đến cảnh cáo Cúc không được phá rối gia đình Tôn mà thôi. Vậy sao? Trung mang số vàng ta mua chuộc cô ta lên đây cho ta. Trung đến chỗ Tự, cầm lấy gói vàng, Tự giật lại. Bà muốn làm gì? Phi tang vật chứng à? Ta có thể phi tang được sao? Ở đây bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Lời đã thốt ra, muốn chối cũng không chối được. Bà nội có vẻ thích thú khi thấy Tự mặt trắng bệch nhìn ông Đằng như bất lực. Cúc buồn cười. Bà nội cố tình lấy tiền của chị ta. Bà cầm gói vàng, lật qua lật lại, xăm soi. Nhiều đây thì quá rẻ để mua chuộc một người, nhưng cũng quá đắt để trả cho một kẻ ngu xuẩn. Số vàng này nếu như chứng minh được ta đã dùng để mua chuộc cô, thì ta sẽ trả cho cô gấp đôi. Còn nếu là vu khống thì cô đành phải mất trắng, vậy nha. Bà có chứng cứ là tôi vu khống sao? Đặt điều. Kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Sự thật dù trước hay sau cũng sẽ phải phơi bày ra ánh sáng. Cứ chờ đấy, sẽ biết kết quả ngay thôi. Bà nội gọi. Càng đâu, ra đây con. Một thanh niên khoảng 16 tuổi từ trong bức màn của phòng họp chui ra. Cúc mừng vui quá đỗi, trong lòng thầm reo lên, cang cang. Cũng khá lâu cô chưa gặp bốn đứa con nuôi. Hôm nay nhìn dáng vẻ cứng cáp, tự tin của đứa lớn nhất mà bồi hồi. Không biết nó đóng vai trò gì trong việc này. Trước này nó ít khi nào liên lạc với bà nội. Anh em của chúng chưa từng xuất hiện trong gia đình cô bao giờ. Cúc hồi hộp theo dõi diễn biến của cuộc họp. Càng kéo máy chiếu ra, nó bắt đầu mở máy,
Bà nội nhìn xuống hội trường, nghiêm mặt, cất giọng đanh thép. Mời quý vị theo dõi màn hình. Đây là bước thứ nhất trả lời xem ai là người đã sai khiến mẹ con bà Thông gia của Phạm Đằng làm chuyện vu khống phá hoại tình cảm của gia đình họ Phùng. Quý vị vui lòng nhìn kỹ thời gian trên tấm hình nhé. Trong khi mọi người hướng mắt lên màn hình thì Cúc lại nhìn xuống ông Đằng. Ông ta thất sắc rõ ràng nhưng vẫn giả bộ như không. Bà Phấn và Hồng hiếu kỳ nhìn chân trối lên màn hình. Trên đó lần lượt xuất hiện những tấm ảnh và bà nội cũng thuyết minh từng tấm. 1. Tôn từ trong cửa hàng đi ra cùng với Cúc. 2. Tôn và Cúc gặp nhau bên ngoài cửa hàng. Cúc giao cho Tôn một hộp đựng trang sức và tờ hóa đơn. 3. Tôn và Cúc ở khách sạn. 4. Tôn ôm Cúc trước cửa nhà bà nội. Bà nội cười gằn. Tự nói rằng những tấm hình này là ta khiến cô chụp phải không? Tự lớn tiếng. Đúng như vậy. Thế thì xem tiếp nha. Cang lại tiếp tục đưa lên những tấm hình khác. 5. Tôn đưa máy cho Tự. 6. Tự trả máy ảnh lại cho Tôn. 7. Tôn đưa những tấm hình cho Tự và bà Lực gần nhà bà nội. 8. Tự và bà Lực đi, còn Tôn đứng lại. 9. Một lát sau, Tôn cũng đến nhà bà nội. 10. Cảnh ba mẹ con cười ngất ngơ bên ngoài nhà nội. Tôn mặt mày tái mét, anh ta la toáng lên. Tại sao lại có những tấm hình này? Có phải là kỹ thuật ghép hình hay không? Việc gì tôi phải giở trò đó chứ? Tôi và Cúc là đồng hương, lại có tình cảm tốt, vô cớ lại đi hãm hại Cúc là sao? Bà nội bĩu môi. Vậy thì phải tìm hiểu tiếp theo nữa nha. Tiếp tục đi, Cang. Trên màn hình lại xuất hiện những tấm hình. 11. Ông Đằng đưa điện thoại cho Tôn. 12. Tôn trả điện thoại cho ông Đằng. Ông Đằng hét lên. Những tấm hình này nói lên được điều gì? Bà nội cười mỉm gọi. Bình, Mộc, Hiếu, ba nhiếp ảnh ra đây đi con. Cúc lại một lần nữa kinh ngạc. Ba đứa con nuôi của cô lớn sồng, mặt mày sáng láng, ung dung từ phía sau đi lên chờ lệnh bà nội. Bà gật đầu, từng đứa một thuyết minh, trước hết là Bình. Bà giao cho con theo dõi chú Tôn, nên con chụp được những tấm hình đó. Con đã nghe được chú Tôn nói với cô bự con này là làm xong việc, ba vợ chú sẽ cho cô bự con một số tiền, sống cả đời không lo. Nghe vậy con mới nói với bà. Mộc tiếp lời. Vậy là bà giao cho con theo dõi ông Đằng. Con phát hiện ra, ông Đằng và chú Tôn thập thò qua lại bên ngoài xưởng, nên con chụp được những tấm hình này. Tới lượt Hiếu Ngọng. Giọng nói của nó đớt đát nhưng tốt hơn nhiều so với lúc Cúc nhận nuôi. Bà kêu con theo dõi bà Phấn, nhưng con chỉ thấy bà đi lung tung chỗ này chỗ kia, chứ không có phát hiện gì lạ. Bà nội cười âu yếm nhìn bốn đứa bé. Được rồi, các con đã xong trách nhiệm, xuống phía dưới, ngồi chờ đến màn hai. Ông Đằng bực tức, bước ra khỏi vị trí ngăn bốn đứa nhỏ lại. Mấy đứa này là ai? Bà thông qua mấy đứa con nít mà giở trò với tôi hả? Bà nội quắc mắt, cơn giận dữ bùng phát không kiềm chế được. Ta giở trò gì với anh? Mục đích của việc giở trò để làm gì? Ta cho anh biết, những đứa trẻ này là con của Trương và Cúc. Chúng được nuôi cho ăn học và làm việc ở một nơi đàng hoàng. Khi chưa nghe Cúc kể lại kế hoạch của Tôn muốn qua mặt ba mẹ và vợ để tích lũy tiền thông qua Cúc là nó đã có nghi ngờ nên âm thầm kêu các con nó theo dõi để bảo vệ mẹ chúng. Đến khi Trương mất liên lạc chúng mới tìm ta. Vậy là ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thế là ta tương kế tiểu kế. Chúng muốn ta tống cổ Cúc ra khỏi nhà. Công ty vàng bạc của vợ chồng nó sẽ không có người quản lý. Vậy tất nhiên là ta sẽ giao quyền điều hành cho gia đình họ. Nếu đây là tai nạn bình thường, thì điều này có thể xảy ra. Nhưng một khi đã biết đây là mưu sâu kế hiểm của chúng, thì già này quyết không cho chúng toại nguyện. Khi Cúc rời khỏi nhà, các ngươi lại cho rằng ta bỏ mặc không bảo vệ nó sao? Các người có thể thao túng con dâu họ Phùng để xúi dục nó đốn ngã cây cổ thụ là ta sao? Còn non tay lắm. Ông Đằng vung tay đập mạnh xuống bàn. Thật kinh khủng. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bà lại đạo diễn một màn kịch lớn như vậy. Chuyện tôi và con rể gặp nhau bên ngoài là chuyện bình thường. Sao bà lại cho chúng tôi có âm mưu thôn tính tài sản của bà chứ? Kêu mấy đứa con nít chụp những tấm hình nhảm nhí rồi đem đó ra làm bằng chứng kết tội tôi. Bà muốn gì đây? Vợ chồng tôi đã theo bà suốt mấy chục năm, không có công cũng có lao. Cháu bà mất tích, bà không lo truy tìm, cứ đổ cho người này người khác. Chúng tôi ở bên cạnh bà mấy mươi năm, bộ điên hay sao mà không biết bà quan trọng trong dòng họ Phùng của chồng bà. Chúng tôi tự hào điều gì? Đang thiếu ăn thiếu mặc sao?
Trương dù sao cũng đã từng gọi chúng tôi là cha mẹ. Tôi là người có thể hại chết con của mình hay sao? Hả ba? Bà dùng mưu hèn kế bẩn để ly gián tình cảm của vợ chồng con cái tôi. Bà xứng đáng để chúng tôi gọi bằng mẹ, bằng bà nội hay không? Bà nội ngạo nghễ nhìn ông Đằng. Sự thật nằm ở đâu? Không phải chỉ nói là có thể chứng minh được. Ta sẽ đưa ra chứng cớ để các người tâm phục khẩu phục. Đây chỉ là câu trả lời cho vấn đề thứ nhất mà Phạm Đằng muốn Cúc hỏi ta. Bây giờ là vấn đề thứ hai. Ta muốn dứt đường sống của các ngươi phải không? Ngừng lại một chút, quan sát thái độ của ông Đằng, bà nội đánh một đòn cuối cùng. Hôm nay, ta triệu tập cuộc họp này, ngoài việc trấn an các thành viên, còn là vạch mặt những kẻ đã âm mưu phá hoại công ty vàng bạc đá quý của ta. Xin mời ông Hữu Đức, thiếu tá công an quận, và ông Nhất Phàm, trưởng công an phường lên đây. Những người có mặt ở hội trường sửng sốt, Cúc cũng vậy. Cô chưa hiểu nổi bà nội đang có dự tính gì, sao lại lôi công an vào cuộc lúc này. Có thể đã có tin gì của Trương hay sao? Trời ơi, Cúc mong mỏi có kỳ tích xuất hiện. Trương sẽ đường hoàng bước ra như bốn đứa con nuôi của cô vừa rồi. Ôi, nếu như đó là sự thật, thì cô bằng lòng đổi 10 năm tuổi thọ của mình để được chung sống tiếp tục với anh. Hai vị công an tiến lên phía trên. Cả hội trường im phăng phắc, tiếng đập mạnh của trái tim ông Đằng và Tôn có thể nghe thấy được. Thiếu tá Hữu Đức nhìn xuống hội trường, nơi mà tất cả nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đang háo hức chờ đợi, dõng dạc tuyên bố. Hôm nay, tôi và đồng chí trưởng công an phường Nhất Phàm tới đây tham dự buổi họp này, chắc đã làm quý vị hiếu kỳ. Chắc quý vị nghĩ rằng một cuộc họp giải tán công ty lại phải nhờ đến công an vì sợ nhân viên bạo động. Xin thưa, điều đó không phải. Vì theo trình báo của bà Phùng Quốc, hôm nay sẽ làm sáng tỏ sự mất tích gần 2 tháng qua của cháu nội đích tôn Phùng Quốc Trương, và cũng là chủ tịch của công ty vàng bạc đá quý. Thật ra điều này bà đã trình báo từ lúc hay tin Trương bị kẻ gian ám hại. Chúng tôi cũng đã âm thầm vào cuộc. Một lát nữa thôi, quý vị sẽ biết vì sao cho đến nay chúng tôi mới công bố kết quả cho sự kiện này. Bây giờ, xin trả không gian cho bà Phùng Quốc và những người có trách nhiệm. Có tiếng xì xào dưới hội trường, mặt Tôn tái mét, còn ông Đằng chỉ khẽ nhíu mày. Cúc run lên. Qua cách nói của thiếu tá công an, thì chỉ ít bà nội đã biết tung tích của Trương rồi. Nhưng sao bà không nói với cô? Hay bà sợ sự thật phũ phàng làm tan nát trái tim cô và cô sẽ ngã gục, không có khả năng đứng dậy? Bà nội nhìn qua một lượt rồi gọi căng. Những điều bà dặn, bây giờ con thực hiện đi. Càng bước đến máy chiếu, vừa phát hình, vừa thuyết minh. Đây là camera của hộp đen chiếc xe của ông Trương lái lúc chưa bị mất tích. Theo dõi camera này, sẽ thấy ông Trương trúng thuốc mê và gục trên đường, thì có một người tới bắt cóc ông đi. Phóng to bức ảnh lên, sẽ thấy một người dáng vóc như đàn ông, nhưng không phải. Mọi người nhìn cho kỹ nhé. Hình ảnh người to con được phóng lớn trên màn hình. Những người có mặt, nhất là gia đình của ông Đằng, là bà Hoàng Phấn và Hoàng Hồng, kinh hoàng bật kêu lên. Hai tự. Phải, người mặc áo đen, khẩu trang kín mít và đeo kính đen, tướng tá bệ vệ như đàn ông, thật ra chính là tự, vì bàn tay của cô ta lộ rõ ra ngoài. Bàn tay đeo chiếc nhẫn đắt tiền hiện cô ta đang đeo. Khuôn mặt tự xanh xám, toàn thân run lên bần bật, mắt láo liên, muốn tìm đường bỏ chạy. Cúc hậm hực nhìn tự, gầm lên. Bà thật quá đáng, chồng tôi đâu rồi? Bà nội khoát tay, ngăn Cúc lại. Từ từ con, phim hay còn ở phía sau. Càng tiếp tục chiếu, lúc này không phải là camera trong hộp đen nữa mà là quay trực tiếp trên điện thoại. Tự vác chân ra ngoài xe, thì có một chiếc xe khác chờ tới, đón hai người rồi đưa đi đến nơi khác. Người coi đoạn phim này cũng bám theo, đến một căn nhà trong một con hẻm nhỏ ở Bình Chánh thì ngừng lại, có chiếc Honda đậu sẵn, có biển số. Tự lên xe, mở khóa và chuồn đi. Camera vẫn tiếp tục theo dõi kẻ đưa Trương vào căn nhà bí mật đó. Thật lâu sau, thấy một gã thanh niên từ trong đó ra. Chú Thường và chú Cần, người trong xưởng vàng mới của Trương, tóm lấy hắn ta. Đợi chiếc xe hơi Toyota rời đi, hai chú khống chế gã thanh niên đến căn nhà đó mở cửa. Trương đang nằm bất động trên giường, tay chân bị trói, có một người đàn ông khác trông chừng. Thấy chú Thường, ông ta kinh sợ. Chú Thường và chú Cần nói gì đó với hai người rất lâu. Cuối cùng chú Thường mở trói cho anh rồi cùng ba người kia đem Trương ra xe của anh vừa được người khác lái tới về xưởng vàng. Tại căn nhà đó, camera quay lại được cảnh ông Đằng và Tôn đến nơi gặp gã đàn ông tên Hạn mà lúc nãy đã bị chú Thường khống chế mở cửa. Không biết họ nói gì với nhau mà ông Đằng và Tôn ra về.
Camera cũng quay lại cảnh Hạn và chú của mình, ông Nhậm, đến công an, nơi của thiếu tá Hữu Đức trình báo. Họ nộp lên 50 lượng vàng ròng làm tang vật chứng minh ông Đặng đã mua chuộc Hạn. Dưới hội trường xôn xao, có tiếng thì thầm. Vậy là Trương an toàn rồi. Vậy là Trương an toàn rồi. Câu nói đó vang vang trong đầu Cúc, làm lay động tất cả cảm giác của cô. Cúc mừng muốn nhảy trồm lên hỏi bà nội, bây giờ Trương đang ở đâu, tình trạng sức khỏe ra sao? Tại sao hơn một tháng anh không liên lạc với cô? Tại sao bà nội lại giữ bí mật này với cô chứ? Nhưng Cúc cố nén lại, dằn xuống. Bà nội làm việc chắc luôn có lý do chính đáng. Thôi, sao cũng được. Miễn rằng anh bình an trở về với mẹ con cô, thì hậu quả như thế nào cô cũng chấp nhận. Cúc mong bà nội giải quyết chuyện này cho nhanh. Hung thủ đã lộ mặt rõ ràng rồi. Hãy để cho những người có trách nhiệm xử lý. Trương của cô đâu? Chỉ cần anh xuất hiện mà thôi. Ông Đặng lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, không chờ máy quay tắt đi, ông đã đứng bật dậy lớn tiếng. Những hình ảnh này chứng tỏ điều gì? Mọi người ai cũng biết, tôi ở Quốc Bảo mấy mươi năm từ thời ba của Trương, ông Phùng Quốc Bảo còn sống. Chúng tôi đã cùng nhau kiến lập và giữ vững Quốc Bảo khi ông Quốc qua đời. Đến khi cả vợ chồng Quốc Bảo không còn, tôi được bà Quốc nhận làm con nuôi từ thuở nhỏ. Nhưng tôi có lợi lộc gì ngoài việc làm công ăn lương? Bao nhiêu thợ làm ra trang sức vàng đều do một tay tôi đào tạo. Tôi có bao giờ tơ hào hay đòi hỏi gì ở Quốc Bảo không? Khi tôi cưới người vợ quá của anh Bảo, mục đích là gì? Ngoài tình yêu ra, tôi còn muốn cùng cô ấy chăm sóc tốt cho con của bạn mình. Tôi có bạc đãi hay hà khắc với Trương lần nào chưa? Bây giờ cuộc sống của cả nhà tôi đã ổn định, con cái tư riêng. Vợ chồng tôi cũng có lương và có tiền tích lũy. Tôi tham lam điều gì mà ám hại Trương chứ? Tôi có động cơ sao? Nếu như Trương không còn, thì vợ con nó cũng còn đó. Quốc Bảo về tay tôi sao? Bà Quốc là người thâm hiểm, ai chẳng biết. Bà suy bụng ta ra bụng người. Tai nạn cho Trương, lại cứ kiếm người khác gánh. Đâu ra hai tên cặn bã để tố cáo tôi vậy? Nếu muốn tôi có thể làm một mình, việc gì phải lôi kéo thằng rể vào cho vợ con nó nghi ngờ, mất hạnh phúc chứ? Bà cứ tin tưởng cháu dâu. Bà có biết sau lưng bà nó đã làm gì chưa? Nó cố tình biển thủ tài sản để bỏ đi xây tổ yên ương với thằng Tôn đó. Nếu tôi không kịp thời phát hiện, thì kết quả thế nào? Chắc bà biết chứ. Ông Đặng nói một hơi không đâu vào đâu. Tôn lúc đó gục mặt xuống chẳng dám nhìn lên. Tội cho bà Hoàng Phấn và Hoàng Hồng, hai người họ ngơ ngác đến độ tội nghiệp. Bà nội nhếch môi cười. Đúng như vậy. Tất cả những điều Phạm Đặng nói là đúng. Ta hoàn toàn chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của Phạm Đặng. Cho dù có nghi kỵ tất cả mọi người, ta cũng loại trừ Phạm Đặng ra. Nếu như hôm đó Càng không vô tình phát hiện ra Tôn và Phạm Đặng lén lút trao đổi điện thoại, trong đó có ghi hình của Tôn và Cúc, thì ta vĩnh viễn tin là Phạm Đặng không phải là loại người lòng dạ kinh khủng, được che đậy khéo léo bằng vẻ ngoài trung hậu. Cho đến khi Hạn và Nhậm tố cáo Phạm Đặng mua chuộc họ Khử Trương, ta bắt đầu theo dõi, thì trời ạ, càng lúc càng thấy con người này ghê gớm, chuyện gì cũng dám làm. Ta cố tình tung tin Trương còn sống và đang sinh sống trong căn nhà ở Bình Chánh. Vậy là Phạm Đặng cho người theo dõi 24/24. Chờ gì vậy? Sau lưng anh ta, chắc không ngờ có mấy đứa trẻ thay phiên nhau túc trực. Hôm đó ta và Lệ cố tình đến cái nhà này một lát rồi ra về. Xách theo quá chừng thực phẩm như là đến thăm Trương vậy. Khi ta vừa khuất đi, thì một tốp người đến dùng khóa vạn năng mở cửa, song song đi vào. Họ hoàn toàn không biết là ta đã gắn camera quan sát khắp nơi. Họ lục tung nhà lên để tìm người. Người đâu mà tìm. Họ chọn Hạn vì chú cháu của Hạn nghèo. Con bị bệnh bạch hầu cần nhiều tiền chạy chữa. Nếu như Hạn không nhận lời, thì chỉ có nước mất con. Hạn ở với chú ruột mình là ông Nhậm từ nhỏ, khi ba mẹ mất sớm. Một tay chú Nhậm nuôi nấng, chú không có vợ, nên bao nhiêu tình thương dành cho cha con của Hạn. Chú đồng ý giúp Hạn, và dự định nếu như bại lộ sẽ nhận tội một mình. Hạn cũng là người mà, cũng biết phải trái chứ. Cho nên khi Thường phát hiện thì Hạn lập tức trả Trương về cho chú Thường mà đem sự việc nói hết với ta. Nên nhớ, ta nhiều tiền hơn Phạm Đặng. Ta giúp Hạn chữa bệnh cho con vô điều kiện chứ không phải buộc con người ta làm chuyện phạm pháp. Các người thắc mắc, vì sao lúc ấy ta không vạch mặt ngay Phạm Đặng à? Công an đã vào cuộc, đã biết kẻ gây chuyện là cha vợ con rể của họ, mà ta vẫn dung dưỡng cho họ là sao? Bởi vì Phạm Đặng vừa nhập một lượng lớn bạch kim về cho Quốc Bảo, nhưng anh ta chỉ khai báo trong hóa đơn có phân nửa. Giá thành lại kê cao hơn 10% thị trường. Phân nửa còn lại anh ta trữ cho mình. Ta phải tìm cách lấy lại tất cả. Và ta đã lấy lại được
khi anh ta giao dịch mua bán với công ty vàng bạc của Thịnh Phát, nhờ vào mấy đứa trẻ phát hiện và chủ nhân của lô hàng là ông Nhật Hành đến bắt quả tang. Ông ta không cho hàng của mình trôi nổi ở nơi khác ngoài quốc bảo. Phạm Đằng để ém nhẹm chuyện này, phải bỏ ra hàng đống tiền để mua lại bí mật từ chủ lô hàng và Thịnh Phát. Anh ta tưởng việc làm của mình đầu xuôi đuôi lọt phải không, Phạm Đằng? Sao anh không nghĩ rằng bao nhiêu năm nay, Nhật Hành dù giao hàng cho ai cũng chỉ là danh nghĩa quốc bảo và với một doanh nghiệp tầm cỡ như Thịnh Phát? Có lợi thì nhận, nhưng cũng sẽ luôn đề phòng những kẻ phản bội. Anh hiểu chưa? Đã lấy lại được lô hàng, vậy thì ta còn gì mà chẳng phanh phui sự thật ra chứ? Anh cho rằng Cúc sẽ cùng Tôn bỏ trốn là sự thật à? Vậy phải hỏi Tôn xem, anh ta có cùng ý nghĩ với Cúc như vậy không? Tôn vốn dĩ là một đứa nhà quê, không có bản lĩnh. Anh lợi dụng lúc nó đang căm hờn Cúc vì đã không chấp nhận mối tình của nó, nên thúc đẩy oán hận rồi lôi nó vào cuộc. Hãy nhìn nó bây giờ đi, khuôn mặt này có thể làm được việc lớn hay sao? Và anh dùng đứa tham tiền, ham hô như tự mà đòi thắng ta hả? Anh hỏi động cơ nào để anh ám hại Trương sao? Đã quá rõ ràng. Anh không cam tâm, sợ sau này Trương sẽ thừa kế tất cả sản nghiệp của ta. Vợ nó cũng là người giỏi giang, nó lại có hai đứa con trai. Cho nên trước khi bắt cóc Trương, anh tìm cách ly gián vợ chồng nó bằng cách cho Tôn xen vào. Sau đó Trương mất tích, anh sẽ làm ta không tin tưởng Cúc mà đuổi nó ra khỏi nhà họ Phùng. Anh đã được như ý nguyện, và Cúc cũng đã hứa hẹn cùng Tôn bỏ đi. Theo như ta đoán, có thể anh sẽ để hai đứa nó trốn đi thiệt. Chọc ta tức chết, và hai đứa con Trương còn nhỏ, anh với danh nghĩa ông nội sẽ đứng ra bảo hộ cho nó, rồi thôn tính cả quốc bảo. Nhưng người tính không bằng trời tính, Phạm Đằng à. Âm mưu của anh không qua được mắt già này đâu. Già này đẩy anh ra được kia mà. Lúc già này đương đầu với sóng gió, anh còn chưa nằm trong bụng mẹ nữa kìa. Kế hoạch của anh chỉ là gió lay lá cỏ mà thôi. Cả hội trường im phăng phắc, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về cha con ông Đằng, Tôn. Tôn lúc đó như một xác chết. Bà hoàng phấn hốt hoảng quỳ dưới chân bà nội. Mẹ à, anh Đằng thật là bậy bạ. Nhưng mẹ hãy niệm tình anh đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp của mẹ mà nới tay, đánh ghế anh lần này. Mẹ muốn mở lại quốc bảo hay vĩnh viễn đóng cửa, chúng con cũng không dám có ý kiến nữa. Và chúng con sẽ biến khỏi mắt mẹ, chỉ cần mẹ bỏ qua. Đừng truy cứu chuyện này nữa, thì gia đình trên dưới của chúng con sẽ kết cỏ ngậm vành mang ơn mẹ suốt đời. Bà nội gỡ tay hoàng phấn ra. Trước này ta luôn không tin cô, nhưng bây giờ ta biết mẹ con cô không liên quan đến chuyện này. Có thể Phạm Bằng sợ cô hớ hênh hoặc nhát gan mà làm lộ chuyện. Ta cũng đã nghĩ cho hai đứa nhỏ, nhưng cha làm con chịu. Ta chỉ truy cứu một mình Phạm Đằng và thằng rể ngu dốt cùng con chị tham lam kia thôi. Sau này các người có khó khăn gì ta cũng sẽ giúp. Còn việc đến nước này không còn là quyết định của ta nữa. Hãy giao cho chính quyền đi. Trương à, con ra đây. Cúc đứng bật dậy, tim cô rung lên từng chập muốn ngộp thở. Trương đường đường chính chính, uy nghiêm sừng sững tiến vào từ cửa chính. Anh vẫn vậy, không chút đổi thay nào. Nước mắt Cúc tràn ra, hình ảnh Trương mờ ảo sau làn nước mắt lung linh. Cô muốn nhào tới, ôm cứng lấy anh, như sợ đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là một giấc mơ, như bao nhiêu đêm cô đã mơ thấy anh về lại. Trương nhìn Cúc đầu tiên bằng tia nhìn ấm áp, tràn trề thương yêu. Anh đứng giữa đại sảnh, tiếng nói sang sảng như thầy giáo trên bục giảng, cực kỳ gây chú ý cho mọi người. Hơn một tháng nay, tôi nằm im, không hoạt động, cũng không xuất hiện. Tôi rất nóng lòng cho việc giảng dạy của mình lớn hơn việc kinh doanh của công ty. Thời gian qua, tôi đã bình tâm suy nghĩ, nên khi nội nói ngừng kinh doanh là tôi liền đồng ý ngay. Tiền bạc thúc đẩy lòng tham của con người thật kinh khủng và không thể ngờ nổi. Trước nay tôi chưa từng nghi ngờ ông Phạm Đằng mà tôi luôn tôn kính như cha lại có một bộ mặt khác như vậy. Nếu như đám con tôi và chú Thường không kịp thời phát hiện ra tôi, thì chắc chắn tôi sẽ bị ông ấy thủ tiêu mất dấu vết. Lúc ở nhà bà Phấn, chị Đẹp đã nói với tôi, sáng nay lúc bà Phấn vừa ra khỏi thì ông Đằng mới đi. Ông cầm cái bình trà của bà Phấn lâu lắm, nhưng chị Đẹp không biết làm gì. Trước khi đi, ông dặn chị Đẹp khi tôi đến thì rót nước này mời tôi uống. Chị Đẹp thấy lạ nên nói với tôi không uống. Đến khi ra khỏi nhà một đoạn thì chị Đẹp gọi điện cho tôi, nói trong ly nước đó có thuốc ngủ. Chị đã uống và sắp gục rồi. Tôi nghi ngờ nên cứ nhìn vào kính chiếu hậu.
phát hiện ra một chiếc xe lạ cứ bám đuôi xe tôi. Vậy là tôi gọi điện cho chú Thường và Cang, rồi lái xe đến gần xưởng vàng nơi tôi mới thành lập còn bí mật. Khi chú Thường và các con tôi đã phục kích sẵn, thì tôi giả bộ gục xuống vô lăng, xe vẫn nổ máy. Tức thì có người mặc toàn bộ đồ đen, khẩu trang và kính đen đến vác tôi ra. Chú Thường nhanh chóng tháo ngay hộp đen của xe khi hắn ta vừa khuất trong một chiếc xe khác. Sau đó chú và Cang dùng Honda theo dõi. Mấy đứa trẻ còn lại canh chừng chiếc xe, thì thấy một người khác leo lên xe như tìm hộp đen. Mọi việc còn lại thế nào, quý vị đã biết rồi. Bà nội quay sang hai vị công an. Sự thật đã phơi bày. Xin hai vị cứ làm bổn phận của mình. Vậy là ông Đặng và Tôn bị công an còng tay đưa về đồn chờ ngày xét xử mà không thể biện hộ một lời. Bà Phấn và Hồng khóc lóc chạy theo. Bà Phấn rít lên trong kẽ răng. Anh hãy yên tâm, em sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho anh. Dẫu có tán ra bại sản, em cũng không để anh vướng vào tù tội đâu. Bà ta quay sang, quang ánh mắt căm hờn nhìn bà nội. Bà nội mỉm cười, lớn tiếng làm mọi người có mặt một lần nữa hết sức bất ngờ. Cô vẫn chưa hết tội nghiệp đâu. Đứng lại đó, nghe bản án của lương tâm này. Tôi đã làm gì? Tại sao bà cứ truy đuổi gia đình tôi tới cùng vậy? Bà nội giận dữ vỗ tay xuống bàn đánh dầm một cái rồi đứng dậy, chỉ vào mặt bà Phấn. Hãy kể cho mọi người nghe trước mặt hai vị công an lý do vì sao ba mẹ của Trương bị tai nạn xe. Hai cái chết giống y như nhau đã làm ta nghi ngờ, nhưng ta không có cơ sở để buộc tội cô. Rất may là vô tình Lệ và Nhã Hiên phát hiện ra một người. Từ người này mà bao nhiêu bí mật tưởng mãi mãi bị chôn vùi, giờ mới bị vạch trần. Hãy mời mẹ con người này vào đi. Tất cả những ánh mắt đều hướng ra cửa. Một người đàn bà sang trọng và một người đàn ông trạc tuổi ông Đặng bị công an áp giải đi vào. Nhìn thấy cả hai, mặt bà Phấn và tự xám lại. Bà nội kêu Lệ tường thuật lại vụ việc chính cô đã chứng kiến. Lệ khập khễnh bước lên bục, rắn giọng. Hôm vừa rồi tôi chở Nhã Hiên đi chợ, bỗng thấy người đàn bà này đang lôi kéo xô đẩy người đàn ông kia. Tôi nhớ ra ngay, đây là người đàn bà trước đám cưới đã đóng giả mẹ Trương đến ngăn cản. Cho nên một mặt tôi điện thoại cho chú Thứ chạy ra, mặt khác tôi kêu Hiên đến gần giả bộ ngồi xuống, cột dây giày, cầm theo cái máy ghi âm tôi đã mở sẵn. Ở đây tôi ghi hình họ, Hiên nghe và thu được cuộc nói chuyện đó. Thì ra ông ta là chồng của bà ấy. Ông đã được bà Phấn thuê đụng chết mẹ Trương và cho một số tiền rất lớn để dắt vợ bỏ trốn. Nhưng nhiều năm sau, bà lại gọi ông ta về để thực hiện phi vụ thứ hai, kịch bản y chang nhau. Sau đó ông ta dắt đứa con đi vượt biên, nhưng không thành, đành phải lưu lạc tận rạch giá. Thỉnh thoảng bà vợ mới tới thăm. Nghe tới đây, chú Thứ liền báo ngay cho thiếu tá Hữu Đức. Thiếu tá ký lệnh bắt khẩn cấp vợ chồng này, và qua đó điều tra được biết thêm. Tưởng là gia đình họ đã chết hết trong trận vượt biên, nên bà Phấn an tâm vì không còn dính líu gì đến họ nữa. Ngờ đâu bà ta quá bí nên tìm bà Hoàng Phấn xin thêm tiền. Bà Phấn nhân đó mới kêu bà ta giúp thêm một việc là đến nhà Cúc cảnh cáo. Bà ta nhận tiền lần chót và hứa với Hoàng Phấn là sẽ biến mất khi xong việc. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, bà ta vô tình quen biết với Tự khi hỏi nhà. Sau đó cà phê ăn uống với Tự và bị Tự khai thác nên lỡ lời nói ra. Biết được bí mật này, Tự đến gặp Hoàng Phấn để vòi tiền và ta bất ngờ khi nghe bà Phấn đề nghị Lộc cưới Hồng làm vợ. Như vậy vừa có lợi cho Tự, vừa để bà khống chế gia đình Tự, hầu chôn kín bí mật mà bà ta vẫn chưa biết Tự đã nắm được bao nhiêu. Lần này vợ chồng bà ta định về vay tiền Hoàng Phấn cho con trai đi hợp tác lao động ở Mã Lai, nhưng không thành. Ông chồng tức tối đòi đến công an khai hết, nhưng bà vợ không cho. Sợ cả hai vào tù thì không ai lo cho con trai mình. Đang lúc đôi co thì bị tôi và bé Nhã Hiên bắt gặp. Hoàng Phấn run lên từng chập, Tự cũng cứng họng không biện bạch gì được một câu. Công an áp giải bốn người đi về đồn, bà nội ra lệnh giải tán. Những nhân viên còn lại ngơ ngác, bà nội trấn an. Các vị cứ về nghỉ ngơi, chờ chúng tôi gọi lại làm việc như xưa. Sự nghiệp quốc bà mấy mươi năm không thể hủy trong ngày một ngày hai được. Mọi người vỗ tay reo hò và lần lượt ra về. Trương bước lại gần Cúc, ôm cô vào lòng. Cúc vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô đưa tay sờ vào mặt Trương. Trương, phải anh không? Anh đây, chồng của em đây, nguyên vẹn trở về với em. Trương hôn lên trán cô thì thầm. Anh nhớ em và các con lắm, vợ à. Cúc bật khóc nức nở trong vòng tay của chồng, hạnh phúc tràn lên mắt, lên môi, làm mặt cô sáng bừng. Anh véo vào em một cái đi nào. Sao vậy? Để em biết mình không nằm mơ. Bao nhiêu đêm em đều mơ thấy cảnh này, nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ có một mình em thôi.
Bà nội cười vui vẻ. Thôi, mọi việc kết thúc rồi. Cũng do chúng ta đồng tâm hiệp lực. Trong việc này cảm ơn chú Thường, bà Lệ. Lệ luôn bên cạnh bà, đưa ra những ý kiến sáng suốt, giúp bà vững vàng hơn, tin tưởng vào Cúc để không bị họ ly gián. Bốn đứa con của con tuy còn nhỏ nhưng cũng xứng đáng lắm. Bà thật sự hài lòng và có lời khen. Bây giờ tất cả chúng ta hãy đến nhà hàng mở một bữa tiệc ăn mừng tai qua nạn khỏi nhé. Lệ nắm chặt tay Cúc. Bà nội không cho em biết sự thật vì như vậy mới lừa được họ. Nhìn em đau khổ, họ mới tin Trương chẳng bình yên. Tất cả đã qua rồi. Những người có liên quan sẽ bị pháp luật trừng trị. Chúc mừng em đã vững vàng bơi qua bể khổ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập cuối cùng của Chuyện Tâm Lý Xã Hội Bơi Qua Bể Khổ của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.